Đây là một cái bức ảnh mà anh đã lựa chọn và theo tụi em nó có ý nghĩa gì ạ? À? Tấm hình này chắc chắn là dành cho Tony, <laughs> không phải cho em đâu. Em thì em nhìn là đây là một người cô độc đang đứng giữa rất nhiều sự ngã lựa ba. chọn, không biết phải đi hướng nào. <laughs> chính xác. Đó chính là một con người đứng trước ngã ba đường và cái câu chuyện nó nó đúng là thiên một phần nhiều hơn là về Tony. Chúng tôi gọi đó là ngã rẽ cuộc đời. Nghe em có rất là nhiều cái ngã rẽ Trong cái cuộc đời của mình Từ lúc thành công trong một nhóm nhạc Đến khi tách riêng làm solo Đến khi em ẩn mình học nhiều hơn Để thực hiện những ước mơ Em có quá nhiều cái ngã rẽ Cái việc mà có nhiều cái ngã rẽ như vậy á Nó Được và không được Theo em được là gì và không được là gì Cái được của em Đó là sự trải nghiệm anh à. Và khi mà mình còn trẻ Mình sẽ trải nghiệm rất nhiều thứ và mình học từ nó là ô oh, mình bước ra và mình quyết định mà phải có trách nhiệm với lại cái quyết định đó của mình mình đã lựa chọn và cái điều mà sẽ làm mình luôn hối tiếc đó là những cái kỷ niệm với những người bạn của mình ừ. và tại tụi em là tập luyện chung với nhau em còn dạy với bốn người kia nhảy tới hai ba giờ sáng nữa thì nhưng mà anh em vẫn rất là vui vẻ với nhau hòa đồng với nhau và có thể họ support với nhau bất cứ lúc nào thì cái người anh mà cô em mà em nhớ nhất đó là anh Tài ừ. Anh sắc á là lúc nào cũng bên em hết Lúc nào cũng bên em, chăm sóc cho em kiểu là cần cái gì là chỉ cần hú anh Tài thôi Đó và em học rất là nhiều thứ từ anh Tài đó là cái sự kiên nhẫn Và nhiều khi mà bị người ta chê một cái là về là lấy ra hát tập hát liền luyện tập liền thì em em thấy được cái sự kiên nhẫn và sự siêng năng của ảnh và em học được cái điều đó và uh, và những người còn lại là giúp cho em có được cái gọi là một cái sự ấm áp của những người gọi là anh em mà gọi là em chưa bao giờ em có được ừ. tại vì từ nhỏ đến lớn em ít bạn lắm khi mà em ở chung với mọi người thì em học được rất nhiều thứ và đặc biệt là học từ người thầy của mình đó là khi mình đã quyết định và lựa chọn cái gì đó thì mình phải có trách nhiệm với cái điều đó và từ đó đến giờ em vẫn biết ơn là để có được cái tên cho nên ngày hôm nay là phải em em biết ơn thầy của em rất nhiều khi mà em ra khỏi mà em quyết định đi một con đường độc lập như vậy em phải tự tìm hiểu từng cái một từng cái một và sau khi em hiểu được là à mình đã nhận ra được những cái công việc đó từng chút từng chút từng cái một nó rất là cực nó rất là khó khăn ừ. Ừ. thì mình phải hiểu được là những cái người mà đã từng sát cánh mà ở trong công ty họ phải cực khổ như thế nào để tạo ra cái tên tuổi ba sáu năm ừ thì lúc đó em mới nhận ra à mình phải hiểu được những cái công việc của họ và mình phải trưởng thành hơn và mình phải biết ơn ừ. và mình phải uh, uh, gọi là trân trọng những cái người đang làm cho mình